Em tên là Nguyễn Đức Mạnh. Chúng em đến từ trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đống Đa. Và sau đây, chúng em sẽ giới thiệu về đề tài hệ thống cảnh báo bảo vệ rừng. Chúng em chọn đề tài này với những lý do sau. Thì lý do thứ nhất là do cháy rừng. Thì cháy rừng có thể xảy ra là do biến đổi khí hậu, thì nhiệt độ của trái đất ngày càng tăng nên dẫn đến hiện trạng cháy rừng cũng có thể tăng theo. Thứ hai đó là do con người muốn lấy đất canh tác. Thì ở đây con người có thể lấy đất canh tác bằng những biện pháp như là đốt rừng hoặc là chặt phá rừng để lấy đất và lấy gỗ. Thì bên cạnh đó có nhiều lâm tặc cũng lấy nhiều đi cưa gỗ trộm để nhằm mục đích là kiếm lợi cho bản thân. Và cái hiện trạng này thì kiểm lâm rất là khó để xử lý, bởi vì nguồn nhân lực thì ít, trong khi là diện tích quản lý rừng khá là nhiều, nên là khó có thể phân bổ và cái thời gian phát hiện ra được một cái vụ cháy rừng hoặc là lâm tặc cưa gỗ thì rất là lâu. Nên là chúng em chọn đề tài này nhằm mục đích là muốn phát hiện sớm nhất có thể để báo cho kiểm lâm, nhằm mục đích là khắc phục được tình trạng và giảm được thiệt hại nhiều nhất có thể. Hệ thống cảnh báo bảo vệ rừng của chúng em gồm những thiết bị sau. Hệ thống của chúng em có thành gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là thiết bị đặt ở trong rừng. Phần thứ hai là thiết bị nhìn nhận không gian. Và cuối cùng là phần thiết bị đặt ở trụ sở, là phần xử lý trung tâm. Đối với các thiết bị trong rừng sẽ gồm có một camera để chụp ảnh, một mic để thu âm thanh, một mặt loa để truyền tín hiệu, một cảm biến đo nhiệt độ độ ẩm, một cảm biến đo chất lượng không khí và có hai Raspberry là mặt xử lý trung tâm để chụp ảnh, để nhận dạng ảnh, nhận dạng âm thanh và từ đó xử lý để gửi tín hiệu đến các trạm tiếp theo. Đối với bộ phận truyền nhận không gian sẽ gồm có một vi điều khiển để nhận tín hiệu, xử lý và truyền tín hiệu đến các trạm tiếp theo, một mặt loa để nhận tín hiệu từ anten và cũng đồng thời là truyền tín hiệu anten. Sau cùng là bộ xử lý trung tâm thì có thể đặt ở trụ sở. Bộ này sẽ gồm có một mặt loa để nhận tín hiệu từ các trạm trước và một màn hình để hiển thị thông báo, kèm theo đó là một Raspberry là mặt xử lý trung tâm nhằm mục đích là nhận dữ liệu và truyền lên server. Sau đó là các người dùng có thể sử dụng các thiết bị có thể truy cập mạng như là điện thoại, laptop hoặc là máy tính để truy cập vào server và xem dữ liệu. Sau đây là các hệ thống vận hành. Đầu tiên em sẽ nói về các thiết bị trong rừng. Ở thiết bị trong rừng sẽ có một camera chụp ảnh liên tục. Và nếu trong khuôn mặt nó có người ở đây có nghĩa là khuôn mặt người và toàn bộ cơ thể người hoặc là ảnh lửa cháy, thì ảnh sẽ được gửi về bộ xử lý trung tâm để xử lý, dự đoán và gửi các cảnh báo về bộ trung gian. Kèm theo đó là ảnh sẽ được gửi lên server. Còn ở bên này là một cái mic. Cái mic này sẽ được thu âm thanh liên tục cũng như là ảnh. Còn nếu trong trạng thanh nó có tiếng máy cưa hoặc là một tiếng động lạ ở trong rừng thì âm thanh sẽ được bộ trung tâm xử lý và cũng gửi cảnh báo qua trạm trung gian, đồng thời đó là ảnh cũng sẽ được gửi lên server để làm bằng chứng. Còn nếu trường hợp mà camera không nhận dạng được ảnh lửa, có nghĩa là camera bị khuất, nhưng mà lửa thì sẽ có khói nên là chúng em đã bố trí thêm một mặt đo chất lượng không khí nhằm mục đích là đo nồng độ CO2 trong không khí và từ đó dự đoán là có khói hay không và cảnh báo cũng sẽ được gửi đi. Còn trong trường hợp bình thường thì sẽ có một mặt đo nhiệt độ độ ẩm, ở đây là chỉ trả giá trị nhiệt độ độ ẩm chu kỳ cứ 15 giây một lần và dữ liệu đó sẽ được gửi qua trạm trung gian để truyền lên bộ trụ sở và hiển thị lên trên server. Và sau đó tất cả các dữ liệu được xử lý sẽ được truyền đến bộ trung gian. Thì ở đây có bộ trung gian nhằm cũng rất là tăng khoảng cách đường truyền và cải thiện đường truyền cho xa hơn. Vậy có thể là cái thiết bị đặt trong rừng sẽ rất là xa so với lại đặt ở trụ sở, nên là cần nhiều mạch trung gian như thế này nhằm mục đích là nhận dữ liệu và truyền dữ liệu tới các trạm tiếp theo để làm một cái cầu nối để truyền được dữ liệu từ trong rừng ra tới ngoài bộ xử lý ở trụ sở. Sau khi nhận dữ liệu từ trạm trung gian, dữ liệu sẽ tiếp tục được gửi tới tại trụ sở và đây sẽ là bước xử lý dữ liệu cuối cùng. Ở đây nó sẽ phân ra thành hai nhóm dữ liệu. Dữ liệu thứ nhất đó là nhóm dữ liệu an toàn, nhóm thứ hai là nhóm dữ liệu nguy hiểm. Đối với nhóm dữ liệu an toàn thì dữ liệu sẽ tiếp tục được gửi tới server và sơ ra dưới dạng biểu đồ. Mục đích để sơ ra dưới dạng biểu đồ là để người kiểm soát rừng có thể quan sát được các tình trạng về dữ liệu nhiệt độ độ ẩm ở trong rừng, và đồng thời dữ liệu nhiệt độ độ ẩm này cũng có thể đưa ra được đánh giá. Đối với dữ liệu nguy hiểm thì dữ liệu sẽ được sơ ra bước đầu dưới dạng LCD, tiếp tục được gửi tới server. Tại server nó sẽ gửi dữ liệu qua Facebook, Gmail và đôi khi có cả thêm website.
như các bạn đã thấy, đây chính là dữ liệu về ảnh lửa. Còn đây là dữ liệu được cảnh báo qua Gmail. Và đây là dữ liệu được cảnh báo qua Facebook. Ngoài ra còn có thêm một trường hợp nữa là nếu thiết bị này nó cũng có thể là nhận biết được là dữ liệu ở trong rừng, thiết bị ở trong rừng có hoạt động hay không. Và nếu nó không hoạt động thì nó cũng sẽ được gửi tới server và cũng sẽ xem cảnh báo cho Facebook và Gmail. Vừa rồi là cách hệ thống vận hành, và so với ý tưởng ban đầu thì hệ thống của chúng em đã hoạt động tốt hơn rất nhiều. Và trước đó hệ thống cũng có một số khuyết điểm mà cần khắc phục, và sau 3 lần cải tiến thì chúng em đã khắc phục được tất cả các khuyết điểm đó, và hệ thống của chúng em bây giờ đã hoạt động tốt như ý muốn. Và bên cạnh đó, bọn em cũng đã thực hiện tại vườn quốc gia phía trước núi Bà và được các chuyên gia khẳng định đó là hệ thống hoạt động tốt. Trong tương lai, chúng em dự kiến là sẽ phát triển thêm các định vị GPS cho thiết bị nhằm xác định chính xác vị trí mà cảnh báo được đưa ra. Và thứ hai đó là tạo điều kiện thuận lợi cho các người quản lý rừng có thể dò ra thiết bị. Và rồi là phần dự thi của đề tài hệ thống cảnh báo quản lý rừng. Chúng em xin nhân thành cảm ơn quý vị đã giám khảo, hãy chú ý theo dõi.